Sống của Học viện Proctor Gallagher. Lâu lắm rồi tôi không lên sóng, nhưng mà hôm nay tôi không lên sóng một mình, tôi sẽ lên sóng cùng với các học viên của mình. Các bạn học viên đã cùng tôi trải qua 30 ngày thách thức tâm trí và họ đã lập trình lại tư duy của mình như thế nào. Chúng tôi muốn các bạn nghe chia sẻ của các bạn này trong phần phía sau. Sau khi tham gia khóa học thử thách 30 ngày của môn viện, mình cảm thấy bản thân mình tự tin hơn trong cuộc sống và phát ra những cái năng lượng tốt hơn để bản thân càng ngày càng phát triển những kỹ năng mềm và cũng như các kỹ năng khác trong công việc. Qua thời gian được học, cảm thấy mình lạc quan hơn và thấy năng lượng mình mạnh hơn. You know, a question that I'm asked everywhere I go, I've traveled all over the world, is it important to have a mentor? Well, I guess you can be very successful without one, and probably some people do. But I would not have accomplished anywhere near what I have accomplished without a mentor. I have had a number of mentors, and my whole life has changed dramatically. I went from going nowhere to having a business that operates all over the world. If you want to win in a big way, you want to get a mentor. It's almost like getting a direct pipeline from their mind to your mind, where you're gaining all their wisdom, all their experience, and all the studying that they've done over a number of years. And like that, you get it all in a short period of time. Tôi xin giới thiệu với mọi người hai học viên của tôi. Xin chào mọi người. Em tên là Nguyễn Văn Lại, là nhân viên sale của công ty Bảo Kim, phụ trách bên mảng máy phun sơn. Giờ bên đây là chị làm việc của em. Mình là Thắng, mình là làm những bộ phận kỹ thuật. Các bạn, sau cái lớp học thì chúng ta có một cái hoạt động để chúng ta lập trình tâm trí của mình theo chiều hướng tích cực tốt đẹp hơn. Thì sau khi tham dự cái chương trình thách thức tâm trí 30 ngày đó, em đã thu lợi được cái gì? Mới đầu thì mình cảm thấy mình chưa quen lắm. Và khi mà mình biết được một vài lần thì mình thấy những trong nội dung toàn là những cái điều mà tích cực nhất. Những lúc mà mình cảm thấy mình hơi bị buồn hoặc là mình bị bế tắc về một vấn đề nào đó thì mình đem nó mình viết thì mình cảm thấy nó yêu đời lại, có động lực hơn. Vậy thì sau cái chương trình thách thức tâm trí 30 ngày, tụi em dự định những bước tiếp theo cho mình sẽ là cái gì? Em sẽ nói chung lập kế hoạch cho tương lai hơn. Rất là tốt, con lợi. Còn đối với em thì em thấy là bạn nó vẽ ra cái tương lai thì có một cái kế hoạch cụ thể hơn, bắt đầu làm những việc gì việc gì. Đôi khi mà mình lúc trước mình chưa dám nghĩ tới, nhưng sau cái thử thách đó thì em thấy là mình có thể nghĩ tới mọi thứ và mình cũng có thể làm những thứ khi mà mình quyết tâm. Các bạn thấy không, khi các bạn hiểu về tâm trí của mình và quyết định là lập trình lại tâm trí của mình, các bạn sẽ mở rộng cánh cửa cho cuộc sống tươi đẹp. Tôi chúc các bạn tìm được điều đó khi các bạn đang còn ở đây. Mình tên là Nguyễn Hạnh, mình là giám đốc điều hành của công ty Bảo Kim. Bảo Kim rất là hân hạnh được mời chị Thủy Lê đào tạo cho khóa học chuyển hóa tư duy thành kết quả. Sau khi tham gia khóa học, tất cả các nhân viên bên Bảo Kim cảm thấy rất là vui và có những cái suy nghĩ rất là tích cực. Nhớ cái câu nói như thế này: bạn là hiện thân cho những gì diễn ra xung quanh bạn. Một đứa bé nếu mà sinh ra trong một gia đình yêu thương á, khi lớn lên sẽ trao một cái điều yêu thương đến cho mọi người. Cái việc mình viết bài những cái điều tích cực thì mình đã xây dựng cho một cái môi trường tích cực cho bản thân mình. If you want to be happy, healthy and prosperous, it's all here. Thinking into results is going to show you how to get it. If what I've said or what Sandy Gallagher may have said really triggered something in your mind and you're thinking maybe, contact the certified PGI consultant on this page. Hit the button, leave the information. Do yourself a favor. Sit down and talk to them about what this program can do for you. This very well could be the decision that will change the rest of your life. And you'll enjoy it forever.